Giới thiệu với mọi người bộ ấm trà Men Hỏa Biến Giang Tây Nâu Quẹt của nghệ nhân Tô Thanh Sơn Bát Tràng Việt Nam. Một bộ bao gồm một ấm 6 chén, 7 đĩa lót và bộ phụ kiện 4 món. Chúng ta chỉ mua ấm chén thôi, không cần mua phụ kiện cũng được nhé. Hoặc là mua full đầy đủ cũng được. Rơi vỡ gì thì đều có đồ thế vào, thế nên là mọi người yên tâm. Và dung tích ấm là 500 ml, chén miệng là 7, chiều cao là 4. Và đĩa lót của chén là 9,5 x 9. Chiếc chén này. Chén miệng là 7 nhé. Dưới đáy này. Ở đây là chất men bóng. Vệ sinh lau chùi cực kỳ đơn giản, không sợ bám cạn trà. Thế nên là chúng ta sử dụng cái loại này thì yên tâm. Không phải vệ sinh nhiều, không phải mất nhiều công để vệ sinh sản phẩm. Đĩa lót đây, dưới đáy. Chuyện logo của nghệ nhân là hình ảnh con chuồn chuồn nhé. Hàng thì nung ở nhiệt độ 1200 độ C. Nhiệt độ cao, dày dặn. Đây là chiếc ấm này, ấm dạ dáng Giang Tây này, nâu quẹt nhé, dưới đáy đây. Trong lòng này, độ dơ này, độ dơ nắp nhé. Khi mà rót nước chúng ta sẽ nhìn này, độ nghiêng rất là cao này. Tất cả những sản phẩm này chúng tôi đều giao tận nơi toàn quốc, nhận hàng kiểm tra đúng mẫu nguyên vẹn, không xếp mẻ thì mọi người mới nhận hàng. Thế nên là mọi người yên tâm, quảng cáo như nào thì sản phẩm y như vậy, không sợ quảng cáo một kiểu mà sản phẩm lại một kiểu khác. Mọi người có thể lên kênh lựa chọn thêm nhiều bộ ấm trà khác, mình đã làm thành video chi tiết nhé. Đây là cái hũ trà này. Đây là gạt tàn thuốc này. Và đây là cốc tống này. Cốc tống này chúng ta để cặn trà, để tráng trà, chúng ta đổ nước vào đây, hoặc là chúng ta pha trà xong chúng ta rót nước vào đây. Sau đó rót ra chén, thay vì chúng ta sẽ rót thẳng từ ấm ra chén. Đây là cái công dụng của cốc tống. Mua lẻ cái gì cũng được mọi người nhé, thế nên là mọi người yên tâm. Mua lẻ bất kỳ cái gì đều được hết. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Mọi người lên trên kênh tham khảo thêm nhiều mẫu khác nhé. Mình là Khánh, người sẽ giúp khách hàng trải nghiệm những bộ ống chén gốm của Bát Tràng.